ជំរាបសួរទ្រទេពនិកជនជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីហងមីព័ត៌មានម៉ោងទី2វិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងវិលមកជួបមុខគ្នាទៀតហើយបាទសម្រាប់ម៉ោងទី2បាទម៉ោង7ជាងកន្លះ7:40បាទបានវិលមកជួបគ្នាវិញហើយយើងកំណត់ថាម៉ោង7កន្លះទេប៉ុន្តែឥឡូវនឹងមានលឺមានខ្វាក់ បាទឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាតែយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងរ៉ាវដែលយើងត្រូវជម្រាបជូនទៅទាំងអ្នកជំនួយក៏វាត្រូវឲ្យត្រូវនឹងព័ត៌មានដែលថាលឺឲ្យព័ត៌មានល្អចា៎បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានខ្លះរឿងដែលយើងត្រូវតបភាកបាទរឿងខ្លះទៀតទៅក៏ជារឿងថ្មីបាទរឿងខ្លះទៅក៏រឿងកំសត់បាទខ្លះទៀតក៏រឿងជូចត់ ដែលយើងនិយាយអំពីភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងនឹងត្រូវទៅជួបគាត់នៅចុងសប្តាហ៍នេះបាទអញ្ចឹងហើយយើងតែងតែមានមូលនិធិសម្រាប់ជួយដល់ជនក្រីក្រគឺចុងសប្តាហ៍យើងចុះទៅបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមានជីវភាពធូរធារបាទធនមធ្យមហើយគាត់តែមានជាទឹកចិត្តជាអ្នកធ្វើបុណ្យបាទទាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេស គាត់ចេះតែផ្ដោតបន្តបន្តយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងដែលត្រូវទៅជួយគាត់នឹងអត់ចេះរីងស្ងួតបាទទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីនៅតែមានបាទគាត់ថាមិនបានម្ដងច្រើនរាប់រយគ្រួសារម្ដងម្ដងទេបាទអញ្ចឹងវាមានតែ៣៤៥គ្រួសារប៉ុន្តែវាទៅរហូតបាទបាទហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះយើងនឹងជម្រាបជូនថាតើសមត្ថកិច្ចដែលបានចាប់ខ្លួនក្រុមបាតកោ ជាង30អ្នកនោះឥឡូវដោះលែងហើយអស់រនៅបាទបាទប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដំណឹងឲ្យបានជាបចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសថាក្រសួងធនធានទឹកបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអាកាសធាតុមិនល្អទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃទី15បាទថ្ងៃ15ឯណា ថ្ងៃ16ហ្នឹងថ្ងៃ16ដល់5ដល់6បាទហើយអញ្ចឹងថ្ងៃ13ហ្នឹងក៏មេឃហ្នឹងពពកហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមខ្មួលខ្មែងពីឡើយនឹងទៅហើយបាទនេះជាការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកទេបាទអញ្ចឹងមើលការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកហ្នឹងនិយាយមិនខ្លះបាទសូមជ្រាបជាព័ត៌មានដើម្បីឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យដោយហ្វីលីពីនណាហ្វីលីពីនចាប់ផ្ដើមគ្រោះធម្មជាតិខ្យល់ព្យុះមនុស្សរាប់ម
bông một tuyên ô sẽ vô dây mưa tao sao à bà bạn đi hẹn chị ca chun đầm nắng bần to bị thư ca tam đa nâng chia co lưu sạch than đập hiếp ạ ca sạch thiệt móc rồi xuống thôn thiên tức nâng ô tô để giống ban ở đằng thà nếu vi liêm mong bầm bầm bực ngay tiết đập bay đi ngày nay ngày tiết đập bay ngày nay tiết đập buồn đó tiết đập buồn ôi chẳng mà sao mạnh mà sao mạnh nhỉ chưa quạt chun đầm nắng sao mạnh mà hà lâu chiên đo thằng này này chập vì ngày đập bay mất rồi cả thiết bị ở sờ lò mà đập bay khai với chị ca pi pon đập bay đi mà sao mạnh đi sầm piết đại ca lang nêu mà hà sầm một pacific bàn thưa ơi bàn thưa đầm na chôn một đầm bon sầm một chân khẳng thông mà chân nó chôn chân khẳng thông rồi hai ta cái này chôn chân khẳng thông chiên chôn Việt Nam mà chủ nó từ lên ở Việt Nam mà là từ liên Việt Nam với một cầu vai liên nha chung với dọc này thì phương pháp tục bà ở cầm phung tại bản to thưa đồng nai chú phút tự tư khẳng lệch khăn ông lợi bươn một phây pi km khăn ông mới màu bà dung tam ca chia co khẳng lớn đi xâm biệt tiếp ní nâng thưa đồng nai một đo à dì ạ khăn ế bởi tế Việt Nam nâng thay tì đập rám thay tì đập rám xài đi hơi bà hai nâng bản to ở tiệp pool đấy lang một đo là bờ tây Campuchia dương và cứ chập vì thế ngày miền để papua nâu đầm bon mùi đầm bon tầm nếp cả nà nâu thế ngày ti đập pram khai với chị ca pi pon đập bấy ai đừng miền phía thế lẽ pi mà xuống tới chán liền lắm chỉ mùi nâng sao cần trá nâu phnai khla mùi chùm nuốt này thì nhìn phần bánh cách cảnh đá của phụng sư tờ cao bầy vén xoài riêng của phụng chân năng phù sát bài lên bà đập bóng xìm riếp cầm phụng thống nâng cầm phụng chàm bà bỏ lăng ngày đập răm bà nâng nâng không thể cảm chế dừng bà toàn một tiết nâng đập bán mọt sầm mọt sầm mọt nó chấp bị thằng ngay tì đập răm đó thằng ngay tì đập bổ mối ai đừng miên phía liêng thật lẽ chìa một xung tờ chân lì lòng chìa mùi nâng cho cảnh trạ đá bà bỏ bỏ tàu đôi chìa khát kép cầm bốt và xe nụ có con nâng tí xe mốt đại miên là lột phúc phúc chạp bị đọc mệt lăng tử
chắp bị mùi mát tập bị mát bà là lộc mọt mọt bà chẳng là mọt lộc tập lên mì con đôi dưới ọt đá lộn mê bà bà nít chì ca chun tầm năng rộng bó hờ cơ xuông thôn thiên tức bà xong ôi bà chìa bà rọt dưỡng miền ca prong bà giác cảnh lô tham miền chú hội cà lăng đôi bà màn thang ai môn ý bà nà chắp đàm phliêng phliêng chú mô khăng khát cà đá rồi bà tập cơ bông chân năng nó bà màn sọc nó bà này hệ chỉ ca chun tầm năng tập bỏ cơ xuống thôn tiền tức tẹt tốn ông pi bà nhà hát ca sát thiệt mà lâu dương xong bà chọp ca sát thiệt dương nghĩa một mớ rương rao để ca lăng nó không xuống cung dương này vinh bà rương rao để ca lăng nó không xong lực dương tẹt tốn ông pi bà nhà hát ca bà tạ cam ca pi bà xa ngay bà xong bà chọp thằng ngày này đảm bây ở chọp xảy rương cầm ôi miền ca chùm ngon to tự tiền bà tù tên này chút bàn truyền hai tha bà tạc cam chênh bì rôn chạy SL để bàn ca lăng ca bì thường ngày mà xâm ngay để chuyên lo ca chập khuôn một nô chiêng xàm sập nế hai rùm chú mùi nâng bà xong bàm bà lòng phong bà bàn tay xâm rạp thường ngày này nâng cứ xâm mặt tạc cách bàn đọt lên tư tài nâng ọt tạ hơi bà anh chân khôn nông chùm nâu nẹ để trao chập khuôn xô rộp tàng ọt chiếc xì vấn mập hay bàm buồn nế hai nâng bà xong chùm nôn bà bà lòng ai lâu đọt lên chùm nôn mập hay bàm buồn nế xâm nạp chôn xì vấn hai nâng bà xong chùm nôn bà bà lòng tàu bàn đọt lên cao bà dụng mà xâm mạnh này bà xâm nạp nẹ nông chùm nâu xam sập mùi bà nông chùm nâu xam sập mùi nế ai lâu nâng đọt lên chùm nôn mập hay bàm buồn nế bà nế dương dương ở cùng ca nghe bảo dưỡng tật đo cái này sân non cá không nói dưỡng khởi nhai tật tập hiệp bài này cứ bọn ôn sạch nhiệt đây là trâu bàn khuất luôn và đỏ xón đảm bây thuốc ca xa xua nấu sân non cá nó có ba đi trị bình bình và để thật nấu khăn ông tức đây khăn được xe nông đối khăn được xe cao và nấu lại sân non cá nữa bọn ôn cho đo mùi mà đo mùi đo mùi trên màu hải và thời gian khôn ông chùm nào ông tên một phê bằng buôn nét để tập bàn đỏ lệ nhí quạt bàn lực lăng thà quạt một bẹp bòn chùm mùi nâng cả thư phụ bạc cảm tê và bàn tay phê nó cứ quạt bàn cho mơ cái thư phụ bạc cảm chẳng cầu phê đề xa mặt cái thư ca xa xua khuyên thà ọt bẹp bòn mến tập bàn đỏ lệ nhỏ thở hỡi và khôn ông nụ miên chùm nuôn một phê bằng buôn nét để chặt tục thác quạt ọt bẹp bòn và thời chụp cháu tại phê nét bọn nó và pi nẹ nâng cứ miền mối chmu mi nun và phết pro ayu 15 chnam tới đốt bầm phlai đốt yun kê đai và hay chơ quat khơn kê tới chăng đôi riêng sở bái cũng mần nâng và tới đốt tới và miền nun ayu 15 chnam mơ pơ nâng hay một tiệt nâng chmu van ni van don van nun van ni van nun nâng ayu 19 chnam mục robor chi nẹ đặc sạch đặc sạch đặc sạch lộ nếu với tôi chân tôi cho là cái lạnh đột cái đấy ba khăn ông chầm nâu mà khăn ông chầm nâu nè chụp chẳng pin nè đi ở miền nè thưa ca nó đâu chạy sao lì và tam bất nè nè để thưa ca nè thưa ca tiêm ti lẽ khăn ca nghĩ cứ rung chạy cam ca ní rung chạy sao thế rung chạy cả đây sao thế và hơi đó là pi chập đam chập luôn bán rất là mình men chứ cam có ý mày chẳng ba chẳng hãy ban chi khang kẹt sân non ca nó có ba chiếc ban lực làng tham nó có nông ba tạc cam hăng xa ni cứ miên krom nẹ nhu nhung nâu bị kỳ ba krom nẹ chú lưu nhu mùi chùm nuôn tối nhu nâu bị kỳ ba ấy lâu có nông chùm nào chiêng xàm xàm nẹ nó xóa pi nẹ nó anh đi tích mà nẹ nó anh đi tích chôn tiệt ba mà nẹ văn ni văn ni văn nón nẹ anh ấy dụ đọc phẩm buồn chẳng hạn ba ấy miền nốt nốt cứ đập ram cho nam ba hai nơi từng miền trời nữa mới chẳng tới tại còn đời xa tại cái ban chụp nó không camera để cái chỉ nhận tự đột đột chuyển luôn và hai nơi nhận được bằng plan drop xem bạn và chẳng cái chọn bậc căn đồ bảo tala ca từ lư chuẩn chụp chọn pin nhận đi cứ bẹp con nâng cặp ra hàng xa nâng bằng plan drop xem bạn xả thiên này và chẳng mới nông chấm nóng chiêng xàm rất một chụp cái hạt chọc cồn tren mà túi túi nhưng đột lươn này mấy như vậy và chẳng thầm mơ bóng phôn và chia bộ rọt bỏ dưỡng nợp là miên bất tử ca ấy cắt lăng cả đau của cục chẳng bê khá tờ rong cru và khoan là thầm mơ kê đấy bàn tay anh nhạc kê miên khuôn
kê rốt đây bàn tay nẹt này đăng tạng anh ăn thử ấy phóng dạ. Anh còn chờ một cái này chắp chắp bàn mà phải vua pê núng khi ở đăng thế ở đăng thanh nhà na và prut nhà na mình toàn và prut mình chăng cái tàu bỏ mồ sẵn này ba đôi sầm nái nhưng cái băng sầm nái cái băng trầy chăng tụi bay ban cho trầy thông rồi cả trầy tối cái ô vô mồ sẵn này chạm một đòn lưỡi cua quá ba chăng xong ôi miền cà prong và giặt chấm po hoa bảy hà tiếng ở ní để ai cả làng chăng ạ à, nhé ấy và tam rồi bay ca rồi bao lúc sơn non cá ban bị chạy ta bẩn ly để bàn rong độ bua rum sập tiếng chun sỉ vơi phong tầng ó về sai sập bẩn bẩn nè tiếng độ bua thốn tiếng độ bua sàn và sai sập bẩn bẩn nè và chăng nông bịch ca nó mập ráo ấy cái nhé mập ráo ấy chăng chăng ở quay để bầm phái cứ lướn à và cá bị muôn pel bao cá bị cày pel bao chén out lan bẩn ly lan con đi bua than mối chèn nồng nồng và ai đó là pel là lâu ní chép pi cương tiết lan phân lý nâng một tô pi cương nâng lại nụ này và ní cứ tẹt tông pi bà nhá lẹ khăn ca nghe rồi bỏ họ cầm có để bàn tìm thì bà chẳng ấy lâu rung chạy xa l cao pi để miên tu hăng xa cái đau của cục mó hơi sưng ngọc sưng hạt hơi hơi phá lâu bay chật mũi để tay anh ta bật phá lâu tư ta chỉ riêng rõ thường ngày để thuộc bà ta cảm nữa ấy lâu nâng bàn sưng ngọc sưng hạt hơi hay đầm nọ sai bỏ rung chạ nâng dương an toàn nâng thai giang mệnh ở lại thì và phần tay khang ông ca ai lô ở này huynh và ông ca bồ lạc cam ông đại chiết ở này huynh còn bàn lựa là ông tha ẩm pư hăng xa tiếng ông ấy cứ chỉ ca thư ôi khát bong chấm pô hồ rung chạ phong khát bong chấm pô cam co cam ca này phong hay việc thư ôi cru thân nát đó là sa mạc kịch phong chăng ông ca ai lô đại chỉ ông ca bộ lực cam on đại chiết sầm nôm po oi thu cả đọt sai kịch ca tiếng on ní đòi soạn tệ vị thi chia viên ông phương hằng xa để cả lần và hơi ai lâu ní khang rung chạ nứng cứ ban làm piêu níu oi cam mà có nứng châu thu ca chỉ thòm mà làng vinh và thầy rương để nơi sai son mình toàn đọt chánh xôm oi bằng to đọt từ tiền và té chia viên cùng oi miên hằng xa cả lần và hơi khang cần nạp bạn sống cuộc chiến anh nói với anh mang thừa cát co tốt từ lứa sự mặt từ cách thá để bằng cách ở miền nam phương hàng xa rong rộp bút từ lứa chôn sỉ vần phần tay kháng sự mặt từ cách ban bỏ bình thả tua để ti rồi bỏ sự mặt từ cách nông ca riệp chấm sự nạp thu nọp làm bây cầm oai miền nam phương hàng xa là cả làng phần tay vía chi upat và hẹn mũi và ban cả làng vía mình nức sự mặt đòn bà về pru sự mặt tư cách ban chặt tục thá miên nẹt nêu nhu nhung nẹt chul nêu nhung nêu bị cởi khnóng để nón oai miên làm phơi hàng xa đi cởi lăng tam bứt sự mặt tư cách miên che tận nà mũi chong bằng cát oai miên hàng xa làm bay thưa báp từ lư bị chia bùn đọt nội tê phần tai đời xa từ miên ca nhu bị cởi mũi chun mũi cởi đạp tôi nút để thưa oai hàng xa đi cởi lăng đời lai khang sa hạ chip si cả đuôi nó vĩnh có ban lựa lang phong đại thả đầm nọ sai sầm nạp đường chạy sl cứ khuôn miên bầm non tại mũi cốt trong bánh chóc bánh hà nở tiền nô quấy đây cam có bàn tiêm tia lừa lẹ khăn phần tay cả tiêm tia rồi bỏ họ cam có lẹ khăn mũi chấm nuôn phần tàu bán cầm hôn sl đọ sai mà hai cả đọ sai đá phần tay đọ sai mình trong cổ đào và để thu ơi cả ô bàn lai nơi chấm luôn ít cả lang chỉ bàn to bàn to bạn chẳng kháng xã chíp quạt bàn lưu lăng thạc luôn một bàn nâu bị cởi nâu ẩm phư hàng xa này tê phần tái luôn bàn nâu khổ nông nâng đàm bay chui rộng đồng nọ sài ôi cầm có để bàn tìm tìa và chậm nay cho em bà để tờ bàn khuất luôn nâu khổ nông vọt từng miền chế nâu phía nụ đòi xa tê bà lý bàn lưu lăng thạc xa mặt cách bàn lưu lăng thạc bà xong ông khá khơi dưa đông thơ mò cụm và căn đà bòn bà nế bàn lưu chẳng hai phần tái bà xong nói với bạn miền xong đầy ca tha bà ông mình bàn cúp mình bàn canh đồng thơ mó rứa co canh đồng bong ấy tê đòi xa tay bên nụ vì rồi nhé rồi nháy cầm mà co bù lô co cầm mà co bàn rô chô tôi không nông tròn và mà đang chiên là na ấy là na tê chẳng bà thua ơi phiếp cho bốc cho bò bên nụ cả làng chẳng bà xong bên lắc tao khuất ấy chẳng tao tao chìa miền ca phoan cho lắm nếu bên đây bà xong tao khuất còn ơi thua bạp tao lưu bà chìa bà đoàn bà ní hệ chỉ cần lực lao mà khang nè bàn tay giang na cả đôi ở lâu ní không chậm nóng chieng sam sập chieng sam sập nè rôm chỉ muốn được một song phong tập bàn đòn lên ở ta hái chậm rang hái bởi vậy bị preng và preng vẫn cứ thay chậm rang vô preng chào nung hái ở lâu chỗ
prey này từ chấm rang chênh bị prey cháo hỏi hỏi nửa sau tới pi nẹt thì bạn hỏi pi nẹt tới nông mình nẹt chi anh thì chun thiệt phong bạn chẳng hỏi mình men chi bộc lực là bóc cam có sl tiền và chẳng mà đây ta cầm khá quạt khơi cái cúp ở trên tới mưa đôi tầm nón cúp cái đai sẵn mà và khơi bật lửa rốt chào lan đốt vào đâu chứ đốt thầu và nâng chẳng nữa mà bạn ta pi lại chập luôn bán bạn đang thả chẳng ngày cày cầm trôi rồi chưa đâu rồi sao mà tẹt tông cái ca đó nâng bàn tay bờ sân chỉ khang cầm cam một co rồi bỏ sl để cái tiêm tiên lại khang ca nghe bao cái nâng chuyển sức rồi bỏ cam một co cam cả này mà bàn tay nẹt để nâu cào bỏ pon cam một co cam cả này xôm cầm lục đại a và chẳng là bây để cái chập luôn chẳng ấy bây chập bàn tay mới nà cát cam co men 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 tặng ba bàn tay nó không chậm nào để chạp luôn nó còn miên nè khá nó cứ quạt bất chìa tới cho mưa cái mèn và bất chìa cho mưa cái mèn hai phía trang khá tiên luôn để đo lê nó cứ nì sắt để ban sản nạn nếu có nông vọt từng miền chảy và chẳng nì sắt để sản nạn nó còn trong bàn đo lê này và chẳng bàn năng rương ráo bàn chọc sọc cụp tới hai bàn tay có miên bàn to rương ráo khá tới bàn đăng bàn đo lê ấy chẳng tâu bạn tay thò mặt nát thì hăng xá tại cả nhà cả làng hái về tay thì miên mùi pet mùi chọp cúc bà mùi tiệt tới nung rong rụng bu ấy chẳng tao và nè lật tập hóa này ẩm phơi hăng xá về cả làng chẳng chẳng hai bàn chia anh nhà thò tay tại ẩm phơi như ta chia hỏi ban nào ẩm phơi hăng xá chia hỏi ban nào quay đây bàn cả làng đòi cầm đào khăn cua tại bàn thoi cầm đào rót đồng nọ sai chơi chơi cái nia việt bờ sai chơi chiến cà tư bờ chôm cái nia đòi đồng thọ đòi đồng món đòi nâng ở vụt và bàn tay coi dương coi sông sau sai chấm pu họ cả bạch bằng chịu vật chấm pu sợi dây trên nẹt lục bài phẳng đáy để quạt bàn nâu khnông chừng nâu khnông cần lan cần đá đây cái cầm pu để thu cả tòm to và hơi cái lan để bàn chỉ quạt nâu cần đá nó thu ở khu thân nó pu quạt lục bài nâu thì nó quạt ăn miên chấm đôi tân á quạt miên nâu cả lan bài quạt pu quạt miên bài lục bảy trăm thằng ai đang bây chừng châm chịu vật khu xa côn pun côn trao được bao quạt bàn tay ti bấm phật cọp cầm phơi miên phơi này bàn họ tự bọc quạt thu ở quạt sập chào côn và thu ở đây nâu mười mái côn cầm phơi và hơi buộc quạt trên nhẹ lụa tam trên tràng phơi bàn tay ti bấm phật lâu với ai giúp để thoa sầm nạp cứu xa được bao quạt khang sanh ca nó có bài chiết này có bàn thay có bàn sầm đây nâu cả sau sầm đây phòng đây trong phù hòa nhẹ bà chẳng nên rương ráo cứ chọc sọc cục bản năng tụt tèn chuẩn và cứ chậm rành trong cõi chiêng sàm sập nhẹ cứ nửa sọt pin nhẹ tập ban mình chun tập lại cá hay mình chun một to tới và bọn tân nhiệt kia bị sọt bà dương xong mình chọc rương ráo này bản năng hay dương xong nghiệm mưa bành hà prum đèn mình tay bà bành hà prum đèn nấu ai sạt bèo hì bò dương cõi pin đèn cá bọ sài sa crom របស់តឡាកាទីក្រុងឡាអេបាទកាលពីម្សិលមិញនេះនៅឯប្រទេសថៃឯនោះវិញស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃគឺក្តៅគគុកចំពោះការតវ៉ារបស់ខាងភាគីក្រមអាវលឿងដែលបានប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់លើកលែងទោសបាទហើយខ្លះទៀតក៏ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមប៉ុន្តែលោកស្រីយីងឡាក់បានលើកឡើងថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋថៃរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយថៃនិងកម្ពុជាត្រៀមនឹងជួបគ្នាតាមរយៈឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាទគឺឯកឧត្តមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃគ្រងនឹងជួបគ្នានៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីជជែកគ្នានិយាយអំពីការងារមួយចំនួនដែលមិនទាន់សាច់បាច់បាទហើយកងទ័ពដែលនៅជួបមុខនោះនៅតែបន្តការជួបជជែកគ្នាបន្តបន្តដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពកុំឲ្យកម្ដៅឡើងខ្ពស់បាទលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូឧត្តមសេនីយ៍ឯកស្រីដឹកបានជួបជាមួយនឹង
khang mê tọp thái nơi cà phê mà xăm anh ba rồi hai bàn chơi chơi khi nha tha tốt bây xa krom cả bỏ sai là bỏ tờ la cao anh đã chết thì không lại ế bàn bình chọc tờ hai cái đấy bần ta xâm rạp con tốp rồi bỏ dương tàng pi nơi tại bần to cách hạ bần mặt ca khi nha lọ đọt đáy mình miên ở vấy để trâu ở bộ chôm tờ tờ tiền tì và hai rương để xa xa khác tốt ôi kháng thân nạc được nôm kháng lớ thân nạc đọt thập bá con bần to chơi chơi khi nha tam là dạ cả tụt và hai sầm rạp chọn môi môi chọn tranh châu rồi biên Campuchia Thái được tiếng chọn rồi biên tiếng chọn đại chiến cứ nơi đại bản to đầm na ca tranh châu tầm ninh chỉ thỏa mà đá mình miên ở với bài phù thế chả sao đây đôi chiến nơi chọn chom sầm ngam chọn an xe và chọn ô sầm mai chọn chụp của kỳ thâm mây và nâng nơi chọn xem tiết cứ đầm na ca chỉ thỏa mà đá bà thầy con tốt bằng to chạy chạy kia chia viên cầm oi mình cả phong chạy lòng kia tự mình tầm bộ bản chẳng chia rùm sẽ thân là phép nâu ở prom nán khói phê cả bọ sài xa krom tụ bay Campuchia miên priệp chiên rồi có giang na cả đói có phía kỳ tàng phí ban xa nha chỉ mùi kia rồi hai tháng dương nâng tự tui vô cả bọ sài giang na cả đói oi tự chênh lạc tập hòa mô cứ phía kỳ tàng phí sốc chất tự tui vô tàng xong kháng tụ bay Campuchia chanh cái đây thay chanh cái đây chân nhạc cái đây và phía kỳ tàng phí mình bỏ căn khí tự mình tự mong tí đòi phải ai thả bờ sân chia xa khóm rồi bỏ ổn đại chiết kê xâm lại giang này hỏi phía kỳ tàng phí trâu tay tổ tùn và cho bờ chế bạp chỉ ổn đại chiết phía kỳ tàng phí mình tổ tùn lại chọn cho chế bạp ấy một tổ tùn vinh và chẳng dương phá đó là tiếp hiếp xâm lạp tà la ca cầm phú là ổn đại chiết mùi ni và ấy là ni bàn xâm lại chọc hỏi hai phía kỳ tàng phí có bàn tổ tùn đôi chờ với đại bàn xâm giả và រដ្ឋាភិបាលលោកសៃយិងឡាក់និងរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមជាមួយគ្នារួចជាសាច់ហើយមុនពេលតាំងរដ្ឋាភិបាលចេញមកម្លេះបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពជាទូទៅនៅតាមព្រំដែននៅថ្ងៃនេះគឺក៏មិនមានអ្វីដែលប្រែប្រួលដែរបាទបើទោះបីពីមុនថាមានកងកម្លាំងថៃខ្លះក៏ត្រូវបន្ថែមនៅពេលមុខតែវាជាទឹកដីរបស់ខាងភាគីថៃបាទមិនមានការរៀលចូលជាតិចូលនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទេ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពេលនេះគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនទូទាំងនិជនដែលកំពុងតែទស្សនាហងមាសឲ្យបានជ្រាបអំពីស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនក្រោយពេលសាលក្រមត្រូវបានបកស្រាយចប់សពគ្រប់អញ្ចឹងរក្សានៅភាពដដែលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេពេលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកញូហ្សេឡង់អូស្ត្រាលីកាណាដាដែលបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាលោកលោកធីឬព័ត៌មានខ្លះថាផ្ទុះអាវុធមិនទេបាទខ្ញុំថា
Ba đã bị chẳng tới lưu tới đó cái đầu tế chẳng tới khmai chúng bầm. Ba. Ba chẳng xong chimriep chun tha ọt miên ấy tê cứ phiếp ngọp ngắt nếu tại cả là hay còn top nếu tại đã xa cái lại ná cứ nếu cái lại nung tại đây. Ba xong bắt chọp đường nào phần nắng hay coi bị lại chọp ta hỡi có đòm mong xâm ra hơi đây. Bạn bàn tay mong môn phê xâm ra bàn tay nhé. Xong chìm điệp chung nâu xa khlấy đòi xa tại kháng lục kru nạ kru nâu kháng vật chia lại cờ chế krong. Bạn mà xâm mênh nhé để miên ca lực lang tha nâu anu vật chia lại cờ chế krong miên ca dọc lùi con xa ai cái lành cái chết còn nắng cứ cái lành cái hậu tha su cầm xuân tại tạ su sa la su cầm xuân chẳng còn được chầm lâm che thế lục lưu còn xong mọi cái bên này thế xong mọi cái tha cái lành tại tạ vật anh chia lại su cầm xuân nắng cái lành nắng chia vật chia lại thế mình men chia anh vật chia lại thế miền anh nụ chia lại cái chết còn miền phần tai mình men nếu cái lành tại tạ chia lại su cầm xuân nắng thế và chẳng lâu anh nụ chia lại cái chè crong ai chia lại to bàn hai tận tâm đừng quạt lục kêu nè kêu xong oi bấm plư ní quạt có xong nôm po đại tha xong oi thân đặng nôm khẳng lơ chia với sai có xuông ao rôm chui mờ phong vật chia lại cái chè crong ní trút trùm khẳng nè bộ uôi thui ấy đứng tàu hai và xong chui phong bộ khẳng lục kêu nè kêu khmien là tập hiệp khmien thạo với ca đang bay chua chua tê. Bạn đi khăn lục rưu quạt lực lạng chẳng.
Bà lâu vẽ tìm mùi nè xong nè anh đạch mong ôi xe lan cùi mơ mong đọt đằng hàm chào mong khi hôm nay lăng ngụt bùng cò mong. Bà ở con tôi tên này chân là nè khi hôm xong phê xong rạm tay dân tay tiết dương vân một chút nè vẽ tìm bí tẹo tông ông bí bánh hà xong cung nó bỏ dương mình mà đọc bà.